nhà bà nữ sắp phát hành ở Mỹ. Hiếu thứ hai gây tranh cãi với màn cởi đồ trên truyền hình. Tóc Tiên lần đầu hợp tác với Tơ Linh trong MV. Chủ tịch Miss Universe đến Việt Nam. Nhà bà nữ sắp phát hành ở Mỹ. Nhà bà nữ của Trấn Thành sắp ra mắt ở Mỹ và một số nước sau khi thu 450 tỷ đồng trong nước. Đạo diễn cho biết phim sẽ ra mắt ở Mỹ vào ngày 3 tháng 3 ở một số nơi như California, Texas, Arizona, Utah, Virginia, Kansas, Florida. Sau đó, tác phẩm còn công chiếu ở Australia ngày 9 tháng 3, Singapore ngày 9 tháng 3 và Canada ngày 10 tháng 3. Đơn vị hỗ trợ phim ra mắt quốc tế là CJ Entertainment, cũng là công ty phát hành nhà bà nữ tại Việt Nam. Phim có tên tiếng Anh là The House of No Man, giữ thời lượng 102 phút như bản chiếu trong nước. Hôm 17 tháng 2, nhà bà nữ chạm mốc 450 tỷ đồng sau 24 ngày ra rạp. Hiện là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời, vượt kỷ lục trước đó của Bố Già 420 tỷ đồng, cũng do Trấn Thành đồng sản xuất. Hiếu thứ hai gây tranh cãi với màn cởi đồ trên truyền hình. Trong tập mới nhất vừa lên sóng của chương trình truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm, cảnh Hiếu thứ hai bị lột đồ trần trụi gây tranh cãi. Theo đó, ở một thử thách được ban tổ chức đưa ra, nhân vật phải cởi từng món đồ nếu đồng đội không đoán đúng tên bài hát. Là người bị các đàn anh lựa chọn để chịu phạt, Hiếu thứ hai liên tục phải cởi từng món đồ trên người. Nam rapper lần lượt cởi từ áo khoác, áo len, bao tay, giày, vớ. Thậm chí anh còn phải cởi cả quần, dù cảnh quay có dùng bìa thùng giấy để che lại bộ phận nhạy cảm. Việc Hiếu thứ hai phải lột sạch đồ trong chương trình bị nhận xét phản cảm, không tôn trọng người xem. Cách làm bị cho kém văn minh, lạm dụng hình thể và chi tiết nhạy cảm của nam giới để câu view. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả nhận xét, body đẹp thật nhưng để câu view trắng trợn như này thì chịu. Không hiểu nhà sản xuất nghĩ gì mà để nghệ sĩ lột đồ trên sóng truyền hình. Chương trình giờ đến nỗi phải để Hiếu thứ hai lột đồ để câu view sao, phản cảm quá. Thử hỏi nếu là một cô gái bị lột đồ như vậy thì như thế nào? Nam giới không có nghĩa là bị lạm dụng, như này là không tôn trọng khán giả, nên loại bỏ những hình ảnh phản cảm này trên sóng. Tóc Tiên lần đầu hợp tác với Tơ Linh trong MV. Tóc Tiên lần đầu hợp tác với Tơ Linh trong MV Like This Like That với phong cách pop R&B. Tóc Tiên cho biết khi làm video nhạc, cô muốn kết nối với cả tính âm nhạc mới thuộc Gen Z. Theo dõi Tơ Linh từ cuộc thi Rap Việt, cô đánh giá cao sự sáng tạo, cầu tiến của đàn em, nên mời tham gia vào dự án Like This Like That do Charlie, Kim Chi-sun và Tơ Linh sáng tác với phong cách pop R&B. Trong MV, Tóc Tiên và Tơ Linh hóa thân thành thần Cupid tinh nghịch với nhiệm vụ dõi theo chuyện tình một đôi trái dấu. Cô gái Kim Chi-sun cá tính, mạnh mẽ, thích xem boxing, còn chàng trai lại hướng về gia đình, yêu thích những gì nhẹ nhàng và thường xem phim Hàn Quốc. Sự khác biệt giữa cả hai dẫn đến những cuộc cãi vã. Hai thần Cupid giúp họ cường vỡ lại lành. Sau 15 giờ ra mắt, MV thu hút hơn 150.000 lượt xem với nhiều khen ngợi từ khán giả. Nickname Lê Hilary bình luận: chất giọng cả hai kết hợp với nhau rất mượt, giai điệu ca khúc lại cuốn hút, hình ảnh của Tóc Tiên và Tơ Linh trong MV cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Chủ tịch Miss Universe đến Việt Nam. Sau thông báo ngừng cử đại diện Việt Nam đi thi Miss Universe của công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn Unicorp, đơn vị mới nắm bản quyền đã có động thái đầu tiên. Theo đó, đơn vị này cho biết, cuộc họp báo chính thức được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 2. Tối 18 tháng 2, công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn Unicorp, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, thông báo tạm ngưng hợp tác bản quyền để cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Ngay sau đó, đơn vị mới nắm giữ bản quyền Miss Universe Việt Nam đã xuất hiện trên mạng xã hội. Trang cá nhân của cuộc thi Miss Universe Việt Nam Official được thành lập, tuy nhiên chưa cập nhật bất kỳ hoạt động gì. Sáng 20 tháng 2, đơn vị này đăng tải thông báo mới về hoạt động của mình ở Việt Nam. Thông báo viết: chúng tôi rất vui mừng được thông báo lễ ký kết chính thức của Miss Universe Việt Nam có sự góp mặt của top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 cũng như bà Anne Zagrajutatip, chủ sở hữu mới của tổ chức Miss Universe. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng bà Thúy Nga, chủ tịch cuộc thi Miss Charm, Hoa hậu sắc đẹp quốc tế, là đơn vị mới nắm bản quyền cử đại diện Việt Nam đi thi Miss Universe. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, bà Nga chia sẻ không biết gì về thông tin trên. Hiện tại, công ty nào nắm giữ bản quyền Miss Universe Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, Unicorp tuyên bố họ vẫn là đơn vị chính thức nắm bản quyền tên gọi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Năm nay, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam vẫn tổ chức, chung kết diễn ra cuối năm. Tuy nhiên, tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam sẽ không tham dự Miss Universe quốc tế. Mizu đóng vai lấy cảm hứng từ Ngô Thanh Vân. Trở lại điện ảnh, Mizu cho biết vai diễn người quản lý và đào tạo body band của cô trong phim Kita 25 được lấy cảm hứng từ chuyện làm nghề của đàn nữ Ngô Thanh Vân. Người đẹp cho biết cô rất tự hào khi được thể hiện nhân vật dựa theo hình ảnh đàn chị cô ngưỡng mộ trong nghề. Nhân vật Tuệ Lâm do Mizu đảm nhận là một chị đại của ngành giải trí. Dứt áo rời công ty chủ quản cũ, cô lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nuôi tham vọng đào tạo một nhóm nhạc nam mới cho V-pop.
Câu chuyện này ít nhiều gợi nhắc hành trình Ngô Thành Vân tạo dựng tên tuổi cho nhóm 365 cách đây hơn 10 năm, đồng thời được lấy cảm hứng từ trải nghiệm thành lập nhóm nhạc The Air của đạo diễn Lốc Vân, người thực hiện phim Khi Ta 25. Với nữ diễn viên, nhân vật Tuệ Lâm tính cách nghiêm túc, tự chủ trong sự nghiệp và tình yêu, dám nghĩ dám làm, dùng cô ngoài đời. Nhờ việc tiếp xúc với nhiều ngôi sao showbiz, Mizu dễ nắm bắt quy trình đào tạo, quảng bá cho một nhóm nhạc mới. Công việc giảng dạy ở trường đại học cũng giúp cô gần gũi với thế hệ trẻ, cập nhật được nhiều xu hướng của Gen Z. Đó là những lợi thế giúp cô thuận lợi nhập vai. Dù vậy, với cô, đóng vai này vẫn là thử thách. Đã 3 năm không đóng phim, cô cảm giác khả năng nhập vai của mình phù trột ít nhiều. Trong khi đó, thị trường phim Việt ngày càng có nhiều gương mặt trẻ tiềm năng, đóng cùng dàn diễn viên toàn xoáy ca tài năng. Mới đầu tôi hơi áp lực. Tôi nhận ra mình phải thay đổi và học hỏi từ họ, Mizu nói thêm. Thông tin vừa rồi cũng khép lại điểm tin ngày 21 tháng 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.